Cầm lên, đây, cầm lên cao đó, lên cao. Đây là nhanh chín. Ấy, kéo cái kia vào. Kéo cái bánh vào. Hả? Ngu dốt. Đây là phơi da. Phơi da anh em ạ. Không, không, cái này nhanh chín đấy mọi người ạ. Ừ, cái này. Cái gì nhanh chín luôn. Cầm lên. Thế để ở trên cao cao một tí. Hả? Đấy, để tầm này. Đừng cho sát xuống, phát là chín luôn. Cho xuống dưới phát là chín luôn mọi người ạ. Hay là cho nó chín luôn. Chín luôn sợ không ngon, nó không giòn cái bì này. Phải để nó giòn cái bì cơ. Phải làm gia vị để cho nó giòn cái bì này nhá. Đấy, trong cái này cũng sợ nó co lại. Ấy. À, hiện tại nó đang co lại nhá mọi người nhá. À, hai bên này thì nó không co này, nhưng mà nhiệt ở đây rất là nóng. Và trên này nó co lại dần. Đấy, nó co lại dần. Tí nữa chắc là sao nó sẽ nhỏ một tí ở đằng kia thôi. Nhìn trông như con dây dơi. Co lại chỗ này xanh nhỉ. Ừ. Xanh đít. Ừ. Khả năng con này bị gì rồi. Bớt đít, chỉ còn bớt đít. Ừ. Đấy, co đấy. Ê, nó rụt rụt kìa. Rụt lại. Tao này nó mới buồn, nó mới nhột. Ừ, nóng mà. Mỡ đang chảy xuống. À. Dự kiến là rất là nhanh chín đấy mọi người ạ. Bây giờ mà mình cho cái này lên là cò đấy. Ừ, kệ nó. Bây giờ sẽ quét cái lớp lớp gia vị để tí cho nó giòn tan cái mặt da này nhá. Chỗ này đã này khô khớp rồi này. Ừ. Chỗ này vẫn mềm. Khô thì mới đấy. Cái gì? Cái gì đấy? Cái gì, cái gì đấy? Quản nhá. Này, ăn này, quản này ngọt lịm. Nhờ, quản này. Đâu, phải không? Nhìn nhá. Nhìn trông giống con đại bàng nhỉ? Ừ. Xin, con gì đây? Con chim. Chuẩn luôn. Con chim gì? Chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Đây là một con chim cánh cụt được bắt ở, sống ở Bắc Cực, nhưng mà bắt ở Nam Cực nha mọi người nhé. Giống con đại bàng nhá, đầu là nhìn là cái đoạn đầu này. Đó, đằng sau chân, hai chân này móng vuốt này. Chuẩn bị cho chín hẳn, mặt dưới mình mới lật nhá. Không lật sớm. Ok, đang cho thấp xuống nào. Mất đấy. Dạ. Cho thấp xuống. Ok anh ơi. À, từ từ xem chín nhấc cao lên xem chín dưới chứ. Được, vẫn cho thấp xuống. Mấy cái đoạn này nó mỏng hơn hay sao mà nó cứng hơn vậy anh ạ. Mấy đoạn kia nó co ra và nó chân chùi lên. Mấy đoạn này xong là mới giòn. Nào, cho tự nhá. Nào, cho ra nào. Bây giờ cho ra để lật nhá mọi người nhá. Để xem mặt dưới nó chín chưa. Ui, nó co căng rồi. Cái ơi, nó dính vào đây cứng lắm anh ạ. Như hộp trống luôn ạ. Ừ, chín rồi. Co căng luôn này. Nó co lại. Dạ. Được mà. Bỏng quá. Được. Ây da. Ôi. Đau quá. Nó dính luôn. Hả? Rồi. Ok, đây à. Ui. Vừa khéo đẹp. Đẹp anh ơi. À, lật. Đẹp lắm mọi người ơi. Ui ôi ôi. Ấy. Lật, bây giờ bắt đầu nướng mặt da dưới đỉnh nha mọi người. Đỉnh chưa, đỉnh chưa. Giống như kiểu con chim đại bàng. Đây, đầu con rơi rơi này. Đầu con rơi rơi này. À? Đâu con chưa chảy lắm. Tí nữa chín nữa con. Nào. Chín ăn nào. Rồi lại nhấc lên. Yo. Ấy. Nhắn. Ok. À, tình hình là chín rồi, nhưng mà cái da đà điểu nó không giòn được mọi người ạ. Đây, kể cả có quệt cái gì thì quệt nó cũng không giòn được.
nó mềm lắm. Mình cứ tưởng dai lắm nhưng mà cấu được à. Tức là ăn sẽ không bị cứng đâu. Rồi. Chỗ này. Ôi xùi sục này. Ngon không? Mình thấy cũng khá là ngon đấy. Nhưng mà chưa biết thế nào. Nhìn thì ngon thôi. Đấy, chỗ này dưới này chưa vàng. Bây giờ hơi vàng vàng thì đấy, như kiểu đoạn giữa này là ok nhá. Đó. Chờ một tí thôi. Ui dồi ôi, nó ra mỡ này anh ạ. Sụt sụt luôn mọi người ơi. Nó ra mỡ này, ui dồi ôi. Khả năng đốt nướng xem là chín chưa. Anh em mới vần trong một phòng hết lên cơ. Vàng rồi anh em ơi. Chín rồi, bây giờ cho lên ăn thôi, không bây giờ để càng để nó càng ra mỡ này này. Mỡ đấy, cái ngon đấy. Let's go. Ok nha mọi người nhá. Vậy là cái món da đà điểu của anh em mình đã hoàn thành. Bây giờ sẽ cho mọi người xem cái mặt. Ui giòn này. Ui. Cái chỗ nó phồng giòn. Ui loại này chắc ngon nhất đấy anh nhỉ. Ăn xem mấy nào. Chỗ phồng. Đây. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn như kiểu bánh đà. Ừ. Đúng như bánh đà luôn. Ừ. Thơm lắm mọi người. Vị gì. Nhưng mà chả có vị gì. Cho mọi người xem nhưng mặt mà... dưới. À, mặt trên ấy nó mỏng quá. Ui nó u biếu. Ui này cho mau để cái này mới là cái chất lưỡi nó mới dày như kiểu là da lộn anh nhỉ. Ừ. thì nó có vị mà cái giòn, này chỉ ăn biết giòn thôi, giòn được một số chỗ thôi, còn tơ cũng người thấy mùi thơm. À vị gì, không có vị gì đúng không? Không vị gì. Ui giòn này thì có mùi thơm thơm. Bỏng thế. Đây nha mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Nhờ ta luôn. Có em nữa không? Đây này. Ăn như tóc mỡ ấy. Ngấy. Ngấy á? Ừ. Nhưng mà không ngấy bằng tóc mời mỡ. Mời tất cả mọi người nha. Ừ. Giòn. Ngấy. Thế còn ngon hơn da lợn trắng. Ngấy nhưng mà giòn. Ấy, Thiên ạ. Ra đây không? Trắng. Nào, bố bế ra. Bỏ tiếp. Rồi. Đây. Bóp đi. Không phải bóp. Nào ngồi đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Con chào tất cả mọi người đi. Con tên là gì? Gia Khánh. Gia Khánh. Rồi. Nào con ăn, con ăn chỗ nào? Không, con ăn chỗ nào? Đầu, ăn đầu. Không có đầu. Ăn đít. Không có đít. Đít xanh lè này. Ui cái đoạn này siêu mỡ nha mọi người. Sao mà nó xanh thế nhỉ? Ui, này. Toàn mỡ chứ có cái gì đâu. Ui dồi, cái đoạn này thì mỡ thì thôi rồi. Thôi bỏ đi. Thầy á. Nào, nhả cái đấy ra. Xanh nhìn. Đây luôn. Đây này, chúng cho xin cái này này. Ăn bỏ này cái này, xanh này. Đấy, cho xin cái đấy. Cho xin cái này, ăn nó mới giòn. Giòn đây. Này, xin rồi. Đây. Cắt đi. Mình sẽ ăn cái phần nào cảm giác nó không ngấy nhá. Cái đoạn này không ngấy đâu anh này. Chứng tỏ cái này chỉ dùng để làm mà làm mà da dày đằng kia thì còn được chứ làm ẩm thực. Ui, không mọi ngon. Mọi người nhìn ngon chưa? Nhìn nó nhưng mà không? Em thấy giòn. Lại thấy ngon hơn cả da lợn ấy. À thế à? Tại vì da lợn còn ngấy hơn. Tùy mỗi người mỗi. Mời tất cả mọi người nhá. Giòn. Tùy mỗi người mỗi khẩu vị mọi người ạ. Nhưng mà để mà nói cái da này ạ, xào. Coca. Đây, Coca đây. Đi à. Làm ướp. À. Bố mình nghiện đấy. Wow. Ngấy, mình thì thấy ngấy. Nhưng mà so với cái giá cả món ăn 500.000 này thì cái món này hơi đắt. Nào, cắt cái phần này nhá, giòn nhá. Ăn bì. Ui.
càng để lâu càng giòn nhá này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Càng để lâu càng giòn anh em ạ. Càng để nguội càng giòn. Đấy. Đây. Bố tách vào mỡ luôn cho nhá. Đây, tách vào phần mỡ này đi. Đấy, ui, đúng rồi. Ăn thì ăn cái da thôi, bỏ cái phần mỡ dưới đi. Vào đây ạ. Hả? Đây. Tách cho nó có vị. Không. Có vị nhưng mà nó ngấy. Đấy, em ăn thử cái đấy nào. Đây. Có ăn. Đây. Phèo phèo. Đây. Đây đây. Phèo phèo mọi người ạ. Mồm. Em xin bố. Đúng rồi. Đây. Giòn. Giòn lắm. Siêu giòn. Ăn rộp rộp. Ai mà đam mê cái món gì nhỉ? Mình sẽ bỏ phần bì lợn quay ấy. Ờ đúng rồi. Thì là thích món này mọi người. Ăn như bánh đa luôn. Món giòn này rộp, rộp. Nếu mà bì lợn thì nó giòn theo kiểu khác. Món này nó giòn theo kiểu khác. Anh ấy, nổi cục này lên này. Cũng được. Cục giòn đấy. Cục giòn nhưng mà sao không bóp được nhỉ? Bóp sao được? Luôn bóp thế nào được? Ôi giời. Đấy. Để nguyên cái phần này. Này cho mình một nửa. Đây này. Ăn như kiểu này mới là ăn này. Đấy. Mời mọi người nha. Ngon không Kim? Ngon. Number one. Đúng rồi. Bỏ cái phần mỡ này đi mọi người ạ. Phần mỡ dưới da rất là dày. Nào. Cố bỏ đi. Để con ăn nè. Đây. Lấy cái cục này cho Mao đệ nhá. Ui dồi. Hả, cục này nó cứng lắm. Phản này. Cục này siêu giòn. Đúng rồi. Wow, cục này thì không có mỡ. Đây. Sao nó hay nhỉ? Sao nó cuộn cuộn lại cứng lắm. Bóp thì cứng, không thể bóp được luôn mọi người. Không biết giòn không? Chắc là giòn. Ui dồi. Siêu giòn. Bánh đa anh ơi. Siêu giòn. Còn mình sẽ thử cái phần mềm mềm này xem nó thế nào nhá. Phần mềm mềm này. Phần mềm mềm này thì mình không thấy có mỡ. Không thấy có mỡ đâu. Cái phần này mà xào thì ngon. Ăn ok hết. Đây, cho xin phần này. Ngon. Ngon. Mày tay mày cứ thế này xong mày lau hết được quần áo chú rồi. Đâu? 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 Này, nó biết rồi à. Nó cứ chảo rồi đâu rồi. Rẻ này. Cơ hội à? Đâu? Chạy ông kia ngã, con ngã, đừng im đấy, ngồi anh nhá. Nó khôn lắm, đằng này nó khôn lắm. Tổng kết lại cái món da đà điểu này nhá mọi người nhá. Ăn tạm được 500.000 là thì hơi đắt. Không, mình mua là mua cái dáng người ta bán để làm các phụ kiện thời trang. Còn anh em mình làm thành món ăn nó trái khuấy. Thế nên là không được ngon cho lắm. Nếu mà về món ăn thì món không có giá trị món ăn mọi người ạ. Được cái những cái chỗ như thế này này. Đấy, nó giòn. Càng nguội càng giòn nhá này. Đấy, thấy chưa? Đấy, càng nguội càng giòn. Giòn tan tanh tách luôn. Tách bỏ mỡ đi là nó sẽ không ngấy nữa nhá.